Hello, chào các bạn. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ hạnh phúc ha. Hôm nay mình tới thăm bạn, gặp nhà bạn có một vườn hoa tigon đẹp, một vàng hoa tigon rất là đẹp luôn các bạn. Đây là hoa tigon đó các bạn, hai sắc hoa tigon đó. Có bản nhạc hai sắc hoa tigon đó. Các bạn thấy chưa, hoa tigon nè, một vàng hoa tigon luôn, đẹp chưa? Nhà mình có trồng nhưng mà lên không được tốt như ở đây ha. Ở đây cái vàng hoa tigon này đẹp quá này, tới gần cho các bạn coi nè. Đây hoa tigon, hai sắc hoa tigon đó các bạn ơi. Đây là một sắc hoa tigon, còn một sắc hoa màu trắng nữa. Đây là màu hồng ha. Đó các bạn thấy hoa tigon chưa? Lần đầu tiên mình thấy nguyên một một vàng hoa tigon này các bạn. Wow, quá trời đã luôn. Lập tức quay lại để cho các bạn ngắm luôn ha. Có cơ hội mà ha, có cơ hội quay gặp hoa tigon. Ui, bông nè. Tháng này là mùa của nó sao ha? Mùa của hoa tigon nở. Nhà mình nó không nở nổi, ở đây gặp cái mùa cái vàng hoa tigon này của chị, anh chị này quá đẹp luôn á các bạn. Để mình lấy gần coi cái bông của nó này các bạn. Ui da, hai sắc hoa tigon. Mê chưa, mê chưa? Mê chưa, mê chưa các bạn? Quá mê luôn. Một vàng hoa tigon. Ui da, quay đi quay lại cũng còn thấy mê các bạn ha. Mời các bạn ngắm đi, hoa tigon. Hai sắc hoa tigon đó. Wow, quá đã luôn ha. Mời quá đi đâu, thấy hoa đẹp là thấy mê liền. Thấy hoa đẹp là thấy mê liền các bạn ha. Các bạn có mê hoa giống mình không vậy? Mình thấy hoa là mình mê quá, quá là mê luôn. Lật lật xin phép chạy đi quay phim liền. Không bỏ mất cơ hội ha. Không bỏ mất cơ hội. Đó, cái khúc này là nó ra quá trời ra này các bạn. Mình quay lâu lâu một chút để ngắm cho đã các bạn ha. Ui da, hoa tigon. Ông nó tới quá chừng chừng luôn á. Hoa tigon này dễ trồng mà gắm cái nó lên nè. Mà chắc là nó chịu nóng á, nó chịu nắng nóng á. Ở đây nắng nóng á, miền Nam Cali nè. Ở đây là miền Nam Cali á. Nên nó ấm nó nóng, còn mình ở San Diego khí lạnh hơi nhiều nên nó lên yếu quá. Rồi các bạn ơi, thấy chưa? Thấy chưa mà các bạn thưởng thức nha. Ngắm hoa tigon, hai sắc hoa tigon nó tới gần cho các bạn thấy nè. Mấy ẻm này, mấy ẻm đẹp chưa? Ui da. Cho các bạn ngắm lâu lâu một chút đi cho đã ha. Lâu lâu mình mới gặp được một cái cụm hoa này, một cái vàng hoa. Một cái vàng hoa tigon. Nếu mà hoa thiên lý trồng lên màu vàng cũng đẹp giống vậy á. Rồi, mời các bạn thưởng thức ha. Enjoy, enjoy. Hello, chào các bạn ha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ hạnh phúc. Chào buổi sáng nha. Và khỏe mạnh nữa. Hôm nay mời các bạn ngắm cái cây sâu chuỗi ngọc nè. Sâu chuỗi ngọc màu tím nè, quá đẹp luôn. Đó, em bên năm nay, bây giờ năm nay bắt mùa của sâu chuỗi ngọc rồi các bạn. Sâu chuỗi ngọc nở đẹp mê luôn. Màu tím rất là tinh khiết luôn. Quá trời đẹp ha. Đây cho các bạn ngắm gần em sâu chuỗi ngọc này. Đó, em đẹp chưa? Sau chuỗi ngọc bắt đầu ra bông rồi đó các bạn. Trong cái chậu này là cắt nó lên tùm lum tà la, mình phải cắt lại gom lại một gốc thôi, không phải lên lớn lắm, trồng nhỏ nhỏ gì thôi các bạn ha. Đó, mời các bạn thưởng thức em sâu chuỗi ngọc màu tím ha. Ngắm hoa nghe, hôm nay ngắm hoa nghe các bạn, ngắm hoa. Ngắm em chuỗi ngọc nhà mình.
Hello, chào các bạn. Hôm nay đây là cái cây mimosa hoa, cây hoa mimosa của Nhật này các bạn. Cây kiểng á, cây chầu trồng trong chậu kiểng ha, không có lớn đâu. Bây giờ hôm nay nó nở bông rộ rồi này các bạn, nở nhiều ha. Hôm nay nó nở nhiều, đẹp lắm. Đây cái cây mimosa của Nhật, hoa màu tím nằm ở trong chậu này các bạn. Chậu làm trồng trong chậu kiểng lên mỗi năm là tới tháng này nữa nó nở hoa thôi, nó nhỏ nhỏ như vậy, không có lớn ha. Đó, nó nở cái màu cũng đẹp lắm nha, cái bông nó rẻ như cánh quạt vậy đó các bạn. Cái bông nó rẻ như cánh quạt. Nên mình quay thấy nó đẹp quá, buổi sáng thấy nó đẹp quá. Mình quay lên cho mời các bạn ngắm ha, thưởng thức nha, hoa mimosa của Nhật. Hoa mimosa của Nhật trồng trong chậu kiểng. Mỗi năm tới tháng hè là nó nở bông. Mùa hè là nó nở bông rồi. Bông nhiều lắm các bạn ơi, nó nứt bông nhiều lắm nè. Cũng đẹp quá ha. Thấy cũng đẹp lạ mắt nên mình quay cho các bạn ngắm nha. Cũng hay hay ngắm hoa thư giãn các bạn ơi. Rồi. Đó, đẹp chưa? Rồi, thưởng thức nha các bạn. Enjoy hoa mimosa hôm nay nở rộ rồi đó. Nở nhiều đó. Hello, chào các bạn. Hôm nay có cái vườn bông này đẹp lắm nè các bạn ơi. Bông trắng. Cái này giống tú cầu ha, giống hoa tú cầu. Mà màu trắng. Hoa màu trắng không à các bạn ơi, đẹp quá. Nở đẹp, đẹp mê ha. Ồ, hoa tú cầu màu trắng. Ồ, đẹp chưa? Quá trời đẹp luôn. Mời các bạn ngắm hoa tú cầu màu trắng không à, có một màu à. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn ha, mê. Mê mẩn tinh thần luôn á các bạn. Hoa rất là thanh tao, sang trọng quá trời luôn á, cái hoa sang trọng ghê á. Đẹp quá ha các bạn. Mời các bạn ngắm cái vườn hoa tú cầu này. Sang trọng đẹp mắt. Trang nhã dễ sợ luôn á. Ngắm hoa đi nghe các bạn, thưởng thức hoa, ngắm hoa cho thoải mái đầu óc ha. Đẹp chưa? Cái bông là mê. Hello, chào các bạn nè, hôm nay quỳnh nở nữa nè, quỳnh màu vàng ha. Chậu quỳnh này nở trễ nè, mời các bạn ngắm hoa quỳnh màu vàng, có vàng vàng nhạt nhạt ha, đẹp lắm nè. Mà cái hoa này nó chỉ nở vậy thôi, nó không có bung cánh ra hết, cái thấy cho mình thấy cái nhụy ha. Nở hồi đêm hôm. Đó, màu vàng nè, có thêm nụ nè các bạn. Ồ, cái này nó mọc bông tiếp màu đỏ nữa nè. Rồi, mời các bạn thưởng thức em quỳnh. Em hoa quỳnh màu vàng một chút ha. Đó, màu vàng đó. Mê chưa? Mê chưa, mê chưa? Cho các bạn ngắm gần ha. Rồi, mời các bạn thưởng thức nghe, ngắm hoa nghe, thoải mái ha. Hello, chào các bạn, mời các bạn ngắm hoa xương rồng nè. Hoa xương rồng nè các bạn. Ôi, hoa xương rồng hôm nay nở rồi, đẹp chưa? Một cái bông trắng to ơi là to luôn. Còn một cái kế bên sắp sửa nở luôn ha. Ngày mai nó nở luôn là hai cái, ba cái luôn các bạn ơi. Ui à. Đó, hoa xương rồng đó các bạn. Năm nào cũng là tháng này là bắt đầu nở rồi. Cái cây xương rồng đẹp chưa các bạn này? To ơi là to luôn. Hoa xương rồng này nhớ, giống như hoa quỳnh vậy đó. Nở hai ngày luôn á. Hai ngày mới tàn đó các bạn. Wow, 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 đẹp quá đi, mời các bạn thưởng thức ngắm hoa xương rồng nha.
màu trắng đục như sữa vậy á, mà cái nhị nó có xanh xanh ha, cái nhị nó có xanh xanh, ôi nó còn nhiều bông lắm nè các bạn. Mấy cái đen đen á là bắt đầu nó ra cái nụ bông đó các bạn, đó mấy cái này là bông nè, sắp sửa nở nè. Ui giờ nó tốt à, cái bụi này nó bự nó tốt dễ sợ luôn. Ui da nó to lắm các bạn ơi, mời các bạn ngắm nha, ngắm cái xương rồng của em nè, quá trời nè. Đó, xương rồng của em nè, quá đẹp chưa. Rồi thưởng thức nha, rồi hoa này là hoa cái gì á, giống như hoa quỳnh mà không phải hoa quỳnh các bạn ơi, cái xương rồng á, à, cái cây của nó này, cái chậu của nó này ra bông đẹp quá nè, mời các bạn thưởng thức cái chậu hoa này. Cái hoa này đẹp ha, giống hoa quỳnh, màu trắng thật là tinh khiết luôn á các bạn. Quá đẹp luôn. Mấy cái chậu sen đá nằm chỗ này nè các bạn. Sen đá mà nó ra giống như cái bông vậy đó, cái lá mà nó như cái bông vậy đó các bạn. Thấy đẹp ha. Đây cái cảnh sen đá nè. Mời các bạn ngắm mấy cái cục đá này luôn ha. Sen đá cục đá nè. Sen đá cục đá nè, đó nó ra bông á, nó ra bông như là hoa 10 giờ mà hoa sen đá 10 giờ vậy các bạn. Đây sen đá đây, hôm nay mình ngắm sen đá ha. Đây sen đá đây. Đây 999 đóa hồng sen đá này các bạn. Hoa sen đá hoa hồng nè. Mà nó nở nở bông luôn á các bạn, đẹp ha. Chưa 999 đóa hoa hồng sen đá nè các bạn, đẹp chưa? Sâu chuỗi ngọc nè. Cái là pơ, cái này là pơ chứ không phải chuỗi ngọc. Đó, chậu pơ nè, chậu pơ bằng sen đá này các bạn. Rồi cái chậu tím này á, cũng là sen đá tím, là nó ra bông vàng đẹp lắm. Nhưng mà bây giờ nó hết mùa bông rồi, bây giờ nó thành tím này các bạn. Đó, đẹp chưa? Ngắm sen đá đi các bạn ơi. Đây cái chỗ này khúc là cảnh sen đá. Đây là sâu ngọc bích nè. Ngọc bích sâu chuỗi ngọc. Đó, mời các bạn ngắm mấy ông tiên quyền tiền luôn nè. Mấy ông tiên quyền tiền ở đây đẹp chưa? Có ông Phật Di Lặc. Ông Phật Di Lặc đông con nhiều cháu nè các bạn. Mấy cô tiên nữa nè, cảnh đẹp chưa? Cảnh đẹp thần tiên ha. Các bạn ngắm relax thoải mái, cảnh đẹp thần tiên. Đẹp chưa, đẹp chưa? Đi xa thấy đẹp chưa? Cảnh đẹp quá ha. Ngắm cảnh đẹp thần tiên đi các bạn. Hoa sen đá, chỗ này là sen đá, trồng sen đá. Đây sen đá nữa đây các bạn, sen đá này, một chậu sen đá lên tùm lum tà la này các bạn, đẹp chưa? Đây ngắm sen đá tiếp nè. Sen đá nè. Đây, thêm chậu sen đá nữa nè các bạn. Đây, cái cảnh sen đá này cũng đẹp lắm ha. Có chim, có cảnh nè.
Đó, mời các bạn ngắm mấy em tượng hình nè, xe mấy em chim này, chim nhà dòng họ nhà chim, dòng chim bồ câu một cặp này các bạn, đẹp chưa, nhà chim nhà cá nhà thỏ này. Sân đá, đây có sân đá đỏ nè. Nhà nai nè, hai mẹ con nai nè, dễ thương chưa các bạn, hai mẹ con nhà nai nè. Đó, sen lá nữa nè. Rồi mời các bạn ngắm sen lá. Xin cảm ơn các bạn đã thưởng thức những video của mình ha. Xin chào tạm biệt, bye bye.